Chào, buổi sáng nay mới tất cả mọi người. Mẹ sói hình như là lây ốm hộ em sói với ba sói rồi. Từ hôm qua là mũi mình bị nóng này, chảy nước mũi. Và tối hôm qua trước khi đi ngủ mình đã phải xông mặt ấy, xông mặt bằng nước nóng, sau đấy thì nhỏ một vài cái tinh dầu tea tree oil vào. Xong rồi là chùm khăn tắm lên và cứ cầm cái cốc nước nóng đấy ở trong đấy để kiểu xông mặt để cho nó thông thoáng ấy. Sói dậy rồi, mình vào bế em sói ra nhá. Rafi, Rafi, hello, mặc bộ ngủ siêu nhân nên là để tóc siêu nhân à con? Để tóc siêu nhân luôn à? Không. Hakupukupukupukupu. Quên à, quên cách trèo ra khỏi cũ rồi à? Nào, ra đây mẹ bế. Bé bé. Bé bé nào. Ui ui, nặng lắm. Nặng lắm anh thanh niên ơi. Hai mẹ con sói vừa ăn sáng xong, vừa nãy mình phải tập trung cho em sói ăn sáng, tại vì bây giờ là em sói không ngồi im để ăn sáng nữa, cứ vớ hết cái này đến cái nọ. Hôm qua đi siêu thị quên mất là mẹ cháu không mua nước rửa bát, nên là hôm nay không có nước rửa bát để rửa bát. Vẫn còn một đống bát ở trong chậu rửa đây. Ôi, bây giờ thì mẹ cháu sẽ ngồi đây và nghỉ ngơi. Sáng nay dậy mình rất là mệt, như vừa nãy mình chia sẻ với mọi người đấy, là mình bị dính virus ốm của em sói với ba em sói. Ba em sói thì hết rồi nên bây giờ đến lượt mẹ cháu. Và vừa nãy mình có chia sẻ với mọi người là mình dùng cái tea tree oil với cả nước sôi để mà xông mặt ấy, tại vì đấy là cái cách mà mình làm để gọi là gì nhỉ, để làm giảm cái mà nhiễm lạnh ấy, rất là tốt và rất là lành tính. Vì là từ khi sang đây ý, thì là mình không phải như ở Việt Nam là cứ đi ra hiệu thuốc là hỏi là mua được kháng sinh ấy. Ngày xưa ở Việt Nam mình gọi là chỉ có kháng sinh, cứ ốm cái là kháng sinh. Nhưng mà sang bên này thì là không có ra hiệu thuốc và mua kháng sinh được như ở Việt Nam, nên là mình học theo cái cách gọi là cổ truyền ở bên này. Đấy là dùng tea tree oil để xông mặt. Nếu như các bạn ở nhà thì các bạn cũng có thể dùng nước nóng này, xong rồi nhỏ một vài giọt dầu trường sơn ấy, dầu gió ấy. Sau đấy thì là úp khăn tắm lên đầu và cứ cầm cái cốc nước nóng đấy ở trong đấy để xông mặt cho nó thật là nóng. Xong cứ hít hà cái hơi đấy là đảm bảo 2-3 ngày là không còn ốm nữa, mà cũng không bị kiểu tắc mũi ấy. Đấy, còn trường hợp mà nặng quá thì bắt đầu mình mới dùng thuốc như là dùng Panadol chẳng hạn đấy. Từ khi sang đây là mẹ sói đúng là sử dụng thuốc rất là ít, hạn chế sử dụng thuốc. Còn nhà mẹ cháu ăn hoa quả tích cực, mẹ cháu có ốm thì là mẹ cháu sẽ ăn hoa quả tích cực để bổ sung vitamin C. Ê, mẹ cháu xông mặt. Nhớ hồi ở Việt Nam mà hồi bé bé mà ốm ấy thì mẹ mình hay đi ra chợ mua lá về xông, cũng rất là thích. Cái gì đấy? Hả cái anh này, cái gì đấy? Cái gì? Sao nói cái gì? Cái gì đấy? Daddy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Rafi. Tình hình là sói muốn ra ngoài công viên chơi đấy, nhưng mà mẹ cháu mệt quá. Đợi mẹ ngồi nghỉ một lúc đã nhá. Mẹ không mệt thì mẹ đưa em ra ngoài công viên chơi. Đấy, nói đến là hồi bé ở nhà ở Việt Nam, mẹ mình mua lá ngoài chợ về xông ấy, thì cái xông mặt này thỉnh thoảng mình cũng cắt một vài lát gừng, xong mình thả vào cái cốc nước nóng đấy, thì nó cũng gừng hoặc là xả, thì cũng như là kiểu là đun nước lá để xông ấy. Đại loại mình thấy xông rất là tốt. Xông xong mặt nó cảm giác kiểu nó nhẹ hẳn luôn ấy, đầu không bị đau, đầu không bị gì cả. Có bạn nào đã thử cái cách này chưa? Nếu mà các bạn thử, có bạn nào thử rồi thì để lại comment để chia sẻ kinh nghiệm với mẹ sói nhá. Em sói kia. Và làm cái cách này thì mình nghĩ nó rất lành tính. Ngay cả hồi mà mình bầu em sói nhá, xong rồi mình bị ốm ấy, bị lây của anh Peter. Có một cái vlog mà mình bị ốm lăn ốm lóc ấy, thế là cứ nằm mãi ở nhà không biết làm nào cả. Thế cuối cùng là cô bạn của mình, cô chỉ cho cái cách xông đấy để cho nó lành, tại vì lúc đấy mình mang bầu ấy, không dùng được thuốc.
Thế là mình xông có 2-3 ngày thôi là hết à? Thế là từ đấy là cứ ốm là cứ xông, cứ ốm là xông mặt xông mũi. Bye bye. Bye bye bye. Ba 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 ba, ô ba 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 ba. Kia là cái máy ảnh cũ từ thuở nào, máy ảnh phim của ông nội cháu đấy, chứ không phải cái máy ảnh cũ của mẹ cháu. Đây là sói cứ chơi mãi với cái máy ảnh đấy, cứ cầm máy ảnh đấy lên vlog như mẹ ấy, con nhỉ? Cũng cho cái dây vào tay. Này, mẹ không nhìn thấy sói. Kikaboo. 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 Ủa, làm tái gì ấy? Lăn le bò toài tái gì ấy? Kikaboo. Ồ ồ ồ. Kikaboo. Làm chiếc à? Làm chiếc à? Em ơi, em của mẹ làm chiếc à? Ừ? Ôi giời, làm chiếc, làm chiếc. Kikabobo. Đứa nào ăn táo nhè lên bàn kia. Lại nhặt cho vào miệng đi. Ew, yucky. Ew. Yucky. Yucky, yucky. Đấy, biết ngay mà. Lại nhặt cho lên miệng. Ghê chế, con biết là động vật nào là động vật nhai lại không? Con biết có cái con gì mà là nó là cái động vật nhai lại không? Con bò. Sói bò. Lững thững đi đâu đây? Muốn đi chơi đấy, chồng muốn đi chơi đấy. Nào, à. Rafi. Không đứng vào đấy. Mẹ không đồng ý đâu. Bye bye. Bye bye. Bắt chụp bắt chụp bắt chụp. Chụp bắt chụp bắt chụp. Con nói chuyện với em Puppet à? Em Puppet thơm tay mẹ nào. Trước đây mẹ cháu hay chơi cái puppet này với em sói, xong rồi là mẹ cháu giả vờ cắn sói ấy. Nên bây giờ sói làm y như thế. Ba 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 ba. Cũng biết cho tay vào, cũng biết điều khiển em dối puppet. Ba 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 ba. Em Puppet cắn mẹ, cắn mẹ. Ui, 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 cắn mẹ. Ui. Ba ba ba. Ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba. Rafi, con nói chuyện với em Puppet như nào nhỉ? Puppet, Puppet. Dad. He playing with the puppet. Yeah. Ba ba. Woo, lưỡi của em dài chứ con. Ui, ui, ui. Em Puppet nói chuyện với con à? Em Puppet bảo cái gì đấy? Đây đây, đây đây, mẹ chỉ cho nhanh nhanh, mẹ chỉ cho này. Puppet nói chuyện với sói nhá. Hello Rafi. Hello. Chom chom chom. Hee
Nào đây con tự chơi đi. Con lại đeo em vào tay nào. Nào, nào. Con đeo em vào tay như thế nào? Con đeo em vào tay. Đúng rồi. Ba 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 em ơi ba ba ba. Ba 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 ba. Ba ba ba. Sói có bao nhiêu puppet cơ mà con nhỉ? Đâu hết rồi? Ba ba ba. Ở trong túi đồ chơi của con này. Hả? Ui, cắn mẹ à? Ouch. 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 Mình vừa mới nấu đồ ăn trưa xong, em sói thì ăn uống rồi, tu ti sữa rồi, bây giờ đang ngồi ngoài phòng khách kia chơi đồ chơi với lại xem hoạt hình. Trưa nay thì nhà sói ăn đơn giản thôi, ăn cơm với lại thịt kho tàu và su su xào. Mình có cắt quả dứa để sẵn đây, tí nữa ăn ba sói ăn nhem nhem hết nửa quả dứa rồi đây này. Còn đây là quả táo em sói gặm nham nhở. Tí nữa mẹ cháu lại cắt những cái góc này đi, mẹ cháu lại ăn lại của cháu thôi. Bây giờ mọi người ăn trưa với lại mẹ sói nhá. Ăn trưa xong thì người mình cứ mệt lả đi, nên là mình cũng không cho em sói đi ngủ trưa được. Bây giờ là 3 rưỡi rồi, ba sói vừa làm việc xong, nên là ba sói mà thôi. Để ba cho sói đi ngủ, giúp mẹ để mẹ nằm nghỉ ngơi một tí. Đây ba sói với sói đang ở trong phòng. Ngồi một lúc thì mình lại thấy bắt đầu nặng đầu với cả ngạt mũi rồi, nên là mình lại vừa đun một cốc nước sôi này và cho một vài cái tinh dầu tea tree oil này vào để chuẩn bị lại ngồi xông đây. Thôi bây giờ mình đi xông đã cho nó nhẹ đầu, với lại là nước nó tranh thủ nước nó còn đang còn nóng không nó nguội mất. Mẹ cháu chính thức là đã lây cái ốm của hai ba con cháu, và cái tình trạng này thì sẽ phải khò khè trong vòng 2-3 ngày nữa. Sói nhở, vừa nãy mẹ cháu định xông đấy, định ngồi để xông mặt đấy, xong cuối cùng thì là em sói lại dậy, nên thành ra là mình có xông được đâu. Bây giờ sói dậy rồi, ba sói đi tập rồi, sói dậy cái thì chơi với ba một lúc lâu. Sau đây bây giờ ba sói đi tập này, bây giờ là 5:30 rồi thì mình cho em sói ngồi ăn tối luôn, để tối tắm rửa cho em ý, cho em đi ngủ sớm thì mình mới có thời gian để nghỉ ngơi ý. Tối nay thì sói đang ăn cơm đấy ạ, cháu đang ăn cơm trộn với nước thịt kho tàu với thịt kho tàu. Cái gì không hiểu là sói ấy, lúc ngủ hay làm gì mà con dụi mắt làm sao đỏ cái bên mắt ở bên phải, cái bên mắt bên trái lên dưới kia chứ, đâu bên phải chứ con nhỉ, đúng rồi, đứng ngồi theo chiều con thì là bên phải chứ. Ơ hay cái anh này, lý do làm sao và như thế nào thế nhỉ? Hả, làm sao thế nhỉ? Có không bật được cái này lên à? Mẹ tưởng con biết bật chứ. Bật cái tung cái loa này lên chứ. Hay con tự xúc ăn nhá. Đây con tự xúc ăn đi. Đây con tự xúc ăn đi vậy. Ôi giời ơi. Nhòm nhòm, nhàn quá. Nhàn quá trôi. Con tự xúc ăn đi nhá. Mọi người ăn tối với cháu nhá. Còn mẹ cháu thì tí nữa mẹ cháu cũng ăn cơm với thịt thôi. Mẹ cháu nấu một nồi thịt, vẫn còn rất là nhiều thịt. Còn hai quả su su, hai củ su su. Quả su su chứ hôm nay mẹ cháu xào, mẹ cháu đã đánh chén hết vào buổi trưa rồi.
Còn một quả nữa trong tủ, có nên xả nốt không em nhỉ? Cái thìa đấy có vẻ là con chưa quen đúng không? Con có thích ăn cái thìa cũ, thìa nhỏ của con không? Không sao, rơi lại nhặt bằng tay. Sói ăn tay rất là hiệu quả. Nom 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 nom. Gầm ghè gì đấy? À, mình đọc comment thì có các bạn hỏi là hai hôm vừa rồi không hiểu là em sói ăn cái kẹo gì. Thì đây là cái kẹo mà mình thi thoảng gọi là cho em sói ăn này. Nó như là một loại kẹo chip chip ở Việt Nam ấy, nhưng mà nó rất là mềm. Nó là kẹo dẻo và rất là mềm. Đi siêu thị mua, họ bán theo cân ấy. Đấy, cái này là vị vị dâu. Thi thoảng mẹ cháu mới cho cháu ăn nhỉ, còn chủ yếu là ba cháu với mẹ cháu ăn chơi. Ui ui, và đấy cũng là món mới của sói. Từ bé đến lớn, hôm vừa rồi cháu mới được thử cái móng tay tách. Ôi và cái kẹo này thì nó mềm lắm ấy, trông nó dai dai như thế này, như kiểu kẹo chip chip ở Việt Nam ấy, thế nhưng mà cắn ra một cái đưa vào miệng thì nó tan luôn ấy, cho nên là không sợ em bé bị hóc hay bị ở đấy bị hóc gì cả. Mẹ mệt quá rồi ạ. Ăn đi nhá. Ngon cắt ngon cắt. Lớn là trước khi ăn là con phải biết mời đấy nhá. Nhâm nhâm nhâm. Thịt kho tàu, nước thịt kho tàu với thịt kho tàu ăn cơm quá là đưa cơm luôn con nhỉ. Dễ ăn lại còn ngon nữa. Nhâm 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 nhâm. Mình vừa tắm cho em sói xong, ba sói đi tập chưa về. Bây giờ mình sẽ cho em sói đi ngủ, tu tí sữa và đi ngủ này. Và mình cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Hôm nay là coi như chính thức mẹ sói gọi là gì nhỉ, bị gà dù rồi. Cứ tưởng là không lây, cuối cùng là vẫn cứ lây. Nói chung là trong nhà một người ốm là kiểu gì những người còn lại cũng sẽ ốm. Đấy, mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog này của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn. Và nhà sói sẽ hẹn gặp lại mọi người vlog tiếp theo. Bye. Bye. Bye bye. Cái vết đỏ đỏ kia là từ lúc trưa em sói ngủ dậy đấy. Em sói không hiểu là dụi dọ mắt kiểu gì mà đỏ hết cả lên thế này. Để mẹ bôi cái kem Lucas Pop Power vào cho con nhá. Nhá. Mẹ cháu lại lấy kem mông để bôi lên đấy. Cái kem mông của cháu nó rất là hữu ích, bôi được các nơi. Rát đỏ tấy ngứa các kiểu bôi được hết cân nhỉ. Bye bye. Sao không nói bye bye à, lâu lắm rồi sao không nói bye bye gì cả. Bye rồi à, gì con nói gì đấy? Bye bye, nói bye bye nào. Nào, lâu rồi cô không nói bye bye với mọi người. Nào. Bye. Bye bye. Cháu cứ có cái bình ti kia là thôi rồi, không có nói năng gì nữa cả. Bà cụi nha. Đúng rồi. Em biết đấy, em biết là vào cụi để đi ngủ đấy. Nào mẹ đặt bật điện ngủ lại nào. Mẹ bật điện ngủ lên rồi mẹ cho em vào cũ nhá. Và cũ để đi ngủ nhá. Bye bye.